Tuấn Japan xin chào tất cả anh em. Nay rất vui là được đón anh hai vợ chồng anh khách hàng ở Trần Đại Nghĩa Hà Nội, là qua chốt cái máy điện trường cao áp của Tuấn Japan IS 3000. Đây. IS 3000. Và đây anh Tuấn Japan này đã anh chốt rồi, Tuấn Japan đã dán tem của Tuấn Japan. Nhưng mà ngược lại nữa là anh chị em xem này. Anh bật cho em cái đèn của anh vào trong cái này. Để soi cái lỗ này để biết này. Đó, anh xem này. Đấy, mọi người nhìn này bên trong này. Bên trong cái lỗ này thì là nó có một cái tem, mà nếu mà mình mở ra ấy, thì nó sẽ anh soi sáng được không? Đấy. Đây cái lỗ này. Trong này nó có cái gọi là cái sáp. Nếu mà mình mở ra thì biết ngay. Thế thì Tuấn Japan nói là cái độ di xịn của máy đây. Nó là chưa mở luôn. Mà đây. Nhìn này. Nhưng mới đây là cái tem của Bộ Y tế Phúc lợi Nhật Bản chính thức, là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà. Đây Tuấn Japan đã dán cái khí điện 100V này. Và cái đổi nguồn này thì Tuấn Japan đã cột luôn rồi cho khách hàng đỡ nhầm. Thế anh phát biểu nhờ xem một câu là cái máy này là anh đã ưng chưa? Ok, máy đã ưng rồi. Rồi, cảm ơn anh. Đây phụ kiện thì ở trong này. Bây giờ Tuấn Japan đóng gói vào. Rồi, xin chào tất cả anh em. Anh em nhớ tìm hiểu về máy điện trường hãy liên hệ với Tuấn Japan theo số điện thoại 0929756868 và 0913320614. Đây thì nhà Tuấn Japan này thì còn rất là nhiều máy này. Movat này, Amokray này, Promante này, Livermax này. Livermax này, Furiki này, Medic này, rồi là Future 14000 này, Movat này, PH 14000 này, rồi là Dr. John. Rất là nhiều cái máy điện trường cao áp nội địa Nhật Bản đang có trên thị trường Việt Nam, và cũng như là không có ở thị trường Việt Nam thì Tuấn Japan đều có. Thì với giá rất là tốt, mình không phải mua một cái giá mới nó quá cao, công nghệ thì nó tốt, máy tốt lắm rồi, nhưng mà mình mua cái qua sử dụng mà nó còn mới như thế này. Như anh khách hàng ấy đến thì anh đã phải nói là cái máy này nó mới 89% luôn được ấy. Đó, thì tội gì mình phải bỏ ra cái tiền khoảng ví dụ máy IS 30.000 này gần 200 triệu, bây giờ mình rẻ đến gần 100 triệu thì tội gì mà mình không mua. Có cái thì rẻ được 1/3, 1/5 giá trị mới, tội gì mình không mua. Anh chị em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ để giúp Tuấn Japan lan tỏa cái sản phẩm tốt mà không phải dùng thuốc, và cũng như anh em cũng lan tỏa được thì anh em cũng chính là giúp được mọi người. Xin chào tất cả anh em, hẹn em clip tiếp theo.